Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ.
và con lấy đi sức sống. Mẹ cha, cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh bông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Quý thấy trời thương, trời mát mát,
trời nhẹ nhàng để quý vị mừng cho các Bồ Tát tương lai bữa nay để pha xịt vô cái khúc đa ban. Chúng tôi nghĩ rằng những cái ngày thường như vậy chúng tôi rất là thông cảm, tính 10 vị là đủ rồi mà cái này quá tải, thành ra do đó nhờ phước ai biết không? Được, đúng lắm. Nhưng mà thật ra đúng theo đó, là theo kinh Phật thì nói đó, Đức Thế Ca nói rằng cái này sanh cái kia sanh, cái này có cái kia có, cái này diệt cái kia diệt, tất cả đều do cái phước tung của đại chúng và di sinh đây, phải không? Nếu mà có nhân mà không có duyên thì cũng không thành tựu. Cho nên có ni sư, có cô thành diệu pháp lòng chân thành, nhưng mà có tâm hiếu học hiếu tu, nghe tin tưởng là Phật dạy, các vị mới có tới đây, đúng không? Cho nên tất cả do các duyên, nhờ các duyên. Thì giờ này chúng tôi sẽ thấy một cái điều mà rất là tán thán quý vị, dù gia duyên bận rộn, dù làm việc này việc kia, nhưng mà ráng tranh thủ sớm thì điều này rất là tốt. Thì như hôm qua Trung Tiến nói đó, hôm nay Trung Tiến sẽ nói cái bài kinh là cái nhân quả làm thế nào mà chúng ta sanh cõi lành, và chúng ta là thế nào giàu bền, làm sao làm mọi người đều thành tựu tốt đẹp trong cuộc sống này. Nhưng mà rồi trước khi đi vào thẳng cái đó thì Thông Tiếp sẽ nói một điều là tất cả trên đời này Phật Bồ Tát Chư Tổ không bỏ mình, mà chỉ có mình bỏ Chư Phật Chư Bồ Tát. Còn Quan Thế Bồ Tát linh không? Linh lắm. Và Địa Tạng Bồ Tát linh không? Linh vô cùng. Và không biết cô có cho quý huynh đệ nghe mấy cái đoạn văn đó chưa? Tôi gửi cho cô hết rồi đó, 4 cái sao đó đó. Chúng tôi đi qua giảng ở Seattle và cái chùa Địa Tạng này, mời tôi cứ hẹn tới hẹn lui hoài. Nhưng mà tới đó rồi thì chỉ thấy trên núi thôi. Nói xin lỗi thật sám hối, nếu mà cái chỗ này mà chủ đất mà cho cô Hiền Như, cô lấy anh Trần Pháp, cô cũng không nhận. Cho tôi cũng không dám nhận. Mà lên núi, đầu tiên tôi lên tới đó, nổi cái ngày thứ 6, sắc lọt trên 70 người sắc lọt. Và giảng trên 1.000 người, 1.000 phần con thiếu, nấu cho mấy trăm chút nữa. Và Địa Tạng Bồ Tát rất là linh hiển. Và ngày xưa chúng tôi qua đó rồi, xe khi đi đó một lần rồi chúng tôi mới thấy là hồi xưa chúng tôi gặp ai mà qua đời, chúng tôi khuyên là những người này ráng nghe kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng để hậu hướng cho người mất, là khi nào chết rồi mới nhờ tới. Nhưng mà không ngờ Ngài hiện hữu tại thế gian này, và Ngài hiện ra Bồ Tát Quan Thế Bồ Tát linh thiêng thế nào thì Bồ Tát Địa Tạng cũng vậy. Là nếu mà có duyên á, quý cô cùng mở cái hộp đó cho quý vị nghe. Có email không thì ít người biết, là mở nghe. Chúng tôi có thâu ở trong cái băng cái trong cái iPhone, và nếu có giờ chúng tôi thì để cho quý vị nghe. Này hiện ra giữa cõi đời này, mà bây giờ trong cái chùa đó đó ở Trà Vinh mà đi dự quyên 6 chú tiểu, và 6 chú tiểu này có một vị lớn, và vị lớn này đi qua học ở Đài Loan. Ở đây có một vị mà có tật cái tay thành không xuất gia được, cái vị này đi xin ăn nuôi cái vị này. Mà không biết ở đây có ai biết chùa Địa Tạng một người đó không, bên xe toàn không? Lừng lắm các vị ơi. Chúng tôi nếu mà để tôi ráng chút nữa, tôi sẽ cho cái vị nghe một đoạn thôi, để có thấy rằng cái ngày vững tin, ngày Địa Tạng linh vô cùng, ngày hiển hiện vô cùng. Và tại đây đó chúng ta không có cái niềm tin, chỉ có với Quan Thế Bồ Tát thì đúng rồi. Nhưng mà với Quan Thế Bồ Tát, Ngài nói trong kinh đó, Quan Thế Bồ Tát chính là Ngài là chánh pháp minh Như Lai, Ngài thành Phật lâu rồi, nhưng mà Ngài vì thương cái cõi Diêm Phù Đề mà nhất là người nữ chịu nhiều cái thiệt thòi hơn người nam, cho nên Ngài hiện ra để cứu vớt tất cả chúng sanh, tầm thinh cứu khổ, tầm được tiền thinh đạo thân, nhưng là Ngài tới cứu. Nhưng mà Ngài cứu tất cả được, mà trừ có cái hạng người mà có 3 điều Ngài không cứu được là gì? Thứ nhất, bất tín tam bảo. Thứ hai, ham mê ngũ dục. Thứ ba là ngã mạn. 3 điều này Quan Thế Bồ Tát không độ được, không cứu được. Thì giờ trước khi mình học cái phần mà
tại sao sa tạo nghiệp gì, sanh ở chư thiên tạo nghiệp gì, sanh ở cõi người tạo nghiệp gì, sanh ở ngạ quỷ tạo nghiệp gì, sanh chúng sanh để mình biết mình tránh, để mình làm sao mà đi tới rốt ráo. Thì cái quan trọng là chúng tôi sẽ, ở đây là cái quyển mà Phật giáo Thánh Kinh, chúng tôi sợ lựa trong này để đọc một cái phần này để giải thích cho mình để biết, còn mới học chứ cái phần kia. Đây là trong kinh Ưu Bà Tắc Giới, Đức Phật dạy: khi nghe pháp này các tỳ kheo, tất cả chúng sanh ở cõi Di Bồ Đề này, khi nghe pháp muốn đạt được phước đức phải có đủ 16 điều. Thế nào là 16 điều? Cái gì nghe là thứ nhất, đi nghe đúng thời. Đây là trong kinh Ưu Bà Tắc Giới Đức Phật dạy: đi nghe pháp phải đúng thời, tại vì có trọng thầy mới được làm thầy, có trọng pháp mới đắc pháp, là như vậy. Thứ nhất, đi nghe đúng thời. Thứ hai là thích nghe, là nhạo thuyết đó, nghĩa là ưa nghe, nhạo thuyết là ưa nói, mà người ta ham nghe. Tôi dịch là tiếng Việt đi. Thứ hai là ham nghe, mình có thích nghe mình mới có thâu thập được. Các vị thấy nhiều người nghe pháp một chút bắt đầu thở nè, mà ngọc tứ sắc đến 3 ngày 3 đêm mới lưng thẳng bằng. Do đó các vị tổ nói là nếu mà chúng sanh cõi này mà đạo niệm bằng tình niệm thì thành Phật lâu rồi. Đạo là chân lý, là giác ngộ, niệm là tưởng nhớ tới chân lý, tưởng nhớ tới giác ngộ, mà bằng tình niệm thôi chứ không có hơn. Bằng thôi, tình niệm là thương ghét giận hờn đó, lo giàu lo nghèo đó. Đạo niệm mà bằng tình niệm thì mình thành Phật lâu rồi. Cái này mình tình niệm mình quá nhiều mà đạo niệm mình không nhớ tới. Cho nên các vị nói nếu mà không có tâm nghe pháp á thì giống như một cái nạn, là nếu mà ham tiền, ham lo làm ăn hoài mà không biết dừng đó, để mình lo mang theo của cải tư liên mà đi đó, thì đó là cái quả. Cho nên các vị tổ này nói rằng quá ham tiền, việc tu học bỏ quên, ai nặng nặng còn hơn bị nhà cháy. Bị nhà cháy còn mong cất lại, mất Phật pháp rồi muôn kiếp khó kiếm cho ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba, mất Phật pháp khổ ra vô số. Bị cháy nhà một đời nghèo khổ, mất Phật pháp rồi muôn kiếp khó được nhân thân. Đúng không? Cái gì thấy nếu mà không được Phật pháp thì làm ác hoài thì càng ngày càng đi xuống, không đi lên được. Các vị thấy xác nhất mạng, hoàng tha nhất mạng, vay 8 lạng phải trả lại nửa cân. Các vị thấy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói con rùa mù 100 năm mới trầu lên trên mặt biển một lần, và trầu trúng vào trong bọng cây dễ hay khó? Đức Phật nói còn dễ, cái đó còn dễ. Là tại sao? Nó rùa mù mà trầu vô chỗ đó, vừa trầu vừa trúng cây thì sóng biển đánh dạt bên bên rồi, mà mất thân người rồi thì muôn kiếp khó gặp rồi. Nghĩa là được con rùa mù mà vào trong bổng cây còn dễ gấp này anh an, còn dễ gấp 100.000 lần hơn khi mà mất thân người muôn kiếp khó được. Là càng ngày mình càng đi xuống, từ từ chỗ tối vô chỗ tối không ạ. Cho nên mình ham nghe pháp, thích nghe pháp, đây là một cái phước lành cho mình. Ở đây cái gì thấy trong kinh Phật có một hôm ngày anh an còn là phàm mới chứng quả tu đà hoàng, chưa mở thiên nhãn. Cho nên ngày nay mới xin Đức Phật, nếu mà có chư thiên nào, tại vì từ 1 giờ tới 3 giờ kia đó là Đức Phật thuyết pháp cho Bồ Tát, thuyết cho chư thiên, là nên ngày nay thì còn nhục nhãn không thể thấy. Một hôm là thấy ánh sáng sáng thôi, thì mới sáng hơn, mới quỳ xuống bạch Thế Tôn. Đêm hôm có chư thiên hay Bồ Tát cõi nào tới mà con thấy sáng rực hết cung trời ở giường, từ đó các cô đọc viên xin nói lại cho con nhớ là sao này con kết tập kinh điển. Thì Đức Phật nói này anh An, đêm hôm có một chư thiên khỏi cung trời 33 trời đau lợi bay xuống đem qua rải cúng giường đi 7 vòng và sau đó quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn: khi xưa con thân cóc lội vào kiếm ăn trong ao nước, nghe một trưởng lão thuyết pháp, con nhảy vào trong bụi cỏ đi nghe pháp, có một gã chăn bò chống gậy đến nghe pháp, chống trúng đầu của con bẻ ốc và chết, nhờ công đức nghe pháp được sanh làm chư thiên cõi trời. Và sắp tới mình nhớ tới mình mới là cóc
đây, sao mình làm chủ của cái cung điện và 7-800 tiên nữ, tiên nữ là người vợ đó, và bông hoa đầy hết. Thì qua dùng thiên nhãn nhìn lại, cái này là gọi là cái nghiệp báo, cái quả báo do cái nghiệp sanh thiên, thành ra có được thiên nhãn. Thì cái quả báo mà của mình, nếu mà mình người mà mình xuống địa ngục thì mình bị còng trói cưa xẻ, thì giống như đây coi như là cái quả báo của một người bình thường mà nếu làm police thì có còng có súng được quyền bắt cái người phạm tội à, cũng vậy. Cho nên khi mà cái thần thông đó, nó có cái báo thông và tu thông. Tu thông là tự mình luyện mà được, còn cái chư thiên thì họ vừa có thấy như vậy thì họ mới nghĩ như vậy, nhờ cái phước nhau pháp mà như vậy thôi, rồi hái qua dùng thần thông đó, hái qua bay xuống rải cúng dường cho Phật à. Cho nên giờ này chúng ta hiểu được Phật pháp rồi, các cõi chư thiên chỉ trừ ra cái nội viện đâu xuất đà thiên là có Phật pháp, mà rồi ngoại viện thì không có. Trong sử có nói lại đó, ngài vô trước Đệ Thế Tăng và Sư Tử Giả, ba vị này là một mẹ khác cha. Như ba vị nguyện tu, khi mà tu rồi nguyện ai về được cõi tịnh độ thì về báo cho biết. Thì ngài Thế Tăng mất trước, ngài Sư Tử Giả mất trước, còn ngài vô trước ở lại khoảng 4 năm. Thì một hôm ngài Thế Tăng đang tọa thiền thì nghe cái tiếng mà dòng xuyến khua, nhìn lại thì thấy một người cao lớn 4-5 thước. Các vị thấy mình chúng sanh và cũng có loài chúng sanh khác, và cũng kiếm so với mình thì nó nhìn thấy mình quá là khổng lồ, phải không? Thành ra ở đây do phước báo từng cõi cho nên thì thấy một chư thiên 4-5 thước và đi vừa bước tới, thì chư thiên nói sư huynh, để này sư huynh, phải ai vậy? Nói giờ để là Thế Thân nè. Nói ủa bây giờ thân tướng to lớn vậy sao? Nói dạ, để sanh về cõi tịnh độ đâu xuất đà thiên. Rồi hỏi Sư Tử Giả đâu? Nói Sư Tử Giả gì cũng về được đâu xuất đà thiên, nhưng vừa ra bước lên tới ngoại diện thấy tiên nữ đẹp quá đi theo rồi. Có mình để là bước vào trong nội diện gặp Bồ Tát Di Lặc so đầu, nói tại sao hồi đó hứa là được về cõi nào thì báo cho biết trước mà để vừa hơn 4 năm mới xuống. Nói dạ đâu có sư huynh, để vừa vào gặp Bồ Tát Di Lặc đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc so đầu là bay xuống đây liền đó. Tại vì ở đó một ngày bằng ở đây là 400 năm, là nó mới vừa có chút xíu vô đây là hơn 4 năm rồi à. Cho nên các vị thấy về chỗ chư thiên đó, mà hai huynh đệ mà về một người vô được, mọi người kia thấy quý cô đẹp quá đi mất tiêu. Thành ra do đó mà một cõi chư thiên các từng trời đó, Đức Phật có khuyên mình về đó không? Không. Về đó ngũ sư tướng hiện nè, chưa kể đào tiên nè, rồi rượu tiên nè, rồi cô tiên nè, nhìn thấy là le lưỡi tôi không nổi à. Cho nên các vị thấy, mà một vị nam ở đó đó là có 500-700 cô vợ, và do cái phần và do cái nghiệp của người ta, các vị đó luôn luôn là mỗi một đêm thì thấy một vị đó cái là hiện ra cùng với mình, chứ không phải chờ như mình dưới này qua đêm này ở bên đây bên kia không phải, là do cái hiện thân. Và nghe nói vậy bên nam mình đừng có nghĩ về đó là le lưỡi đó. Cái gì biết nghe trong kinh ngài Ananda, một mẹ con của cũng là thái tử mà sau này ngu vua đó, con của Mai Di Mẫu Mai Xà Bà Đề đó, là Phật độ cho đi xuất gia đó, và lên cho đó gặp đẹp quá, rồi vị rồi hỏi Thế Tôn sao đây người nữ không vậy? Thì trên đường đi đó vẫn, bởi vì cái tích mà nói không đầu đuôi, cái gì biết tích này không? Biết không? Sao cái gì cũng không vậy? Biết Washington không? Ông đó 50, 30, 20 biết hết trơn à. Thôi giờ tôi nói lỡ rồi, không nói thì thôi nói cho hết. Thì khi mà ngài Ananda, cái ngôi vua đúng là của Thái tử Tất Đạt Đa, mà Thái tử đi tu thành Phật rồi thì rơi về cái ngôi vua của ngài La La, mà La La đi tu nữa thì cái ngôi vua về ngài Ananda đó. Và tới Ananda cái hôm đó cưới vợ là công chúa Sundari, thì Đức Thế Tôn về kinh thành và Đức Thế Tôn mới ôm mình bác vào, mới đưa mình bác cho Ananda làm một cha khác mẹ, con của bà Di. Thì
Ananda nghĩ rằng mình đưa bát, Đức Thế Tôn đưa là mình sớm bát xong rồi bưng đi ra để giao cho Ngài, thì Đức Phật bước ra ngoài thì bước theo, mà bước theo ban đầu bước chậm thì Đức Phật đi chậm, bước nhanh Đức Phật cứ là cũng đi từ từ mà đi hoài đi không tới, sao chạy chạy tới mà cũng không được. U sinh rồi đi, công chúa kêu Lan Quân trở lại, đi đâu vậy? Mà rồi cô đi tu, đi tù hồi thì do thần lực Đức Phật về tới tinh xá, Đức Phật bảo Ngài Sa La Phất xuống tập, bảo thì đâu dám cãi anh mà Đức Phật đó. Và ở đó thân ở tinh xá kìa, họ cắt cổ đồng yên, không biết năm rồi có điều là tới chỗ hương khách, chỗ có cái giếng của Đức Thế Tôn đó. Thì cái tâm thì, cái thân thì cạo đầu, mà cái tâm nghĩ nhớ công chúa rồi mới đám cưới, chưa có đêm đó, chưa có động phòng, thành ra nghĩ nhớ vậy. Thì Đức Phật biết, mới Đức Phật nói ngươi muốn về phải không? Nói dạ. Đức Phật nói thôi, bây giờ thì ngươi ráng chăm đổ lấy cái giếng ở đây nè, chăm hương thất này đổ đầy luôn nước rồi ngày khi nào xong về. Cái gì thấy mừng không? Quá mừng. Đổ hoài còn chừng hai đôi nữa đầy, đi xuống gánh lại cái giếng múc lên thì còn có lưng cũng không có nữa, mà đổ hoài từ sáng tới trưa cũng không rồi. Ta nghĩ vậy thôi mình trốn, bây giờ nhớ quá rồi trốn. Thành ra ngày nhớ Đức Phật đi khất thực, đi đường này, trở về đường này, bây giờ né đi đường khác. Thì né đường khác, trời ơi, sao Đức, gặp Đức Thế Tôn đi về ngay nữa. Có cái cây lớn núp ngay cái cây, thọ thần của cái cây này sợ, nếu mà để mà ổng núp á, sợ mang tội, dùng thần thông bứng cây đưa lên, thì cây ra rõ đâu. Thì Đức Phật nói, ngươi đi đâu đây? Dạ, nhớ nhà quá, không đi nhà. Thôi về đây, ta sẽ đưa đi. Vừa về tới Đức Phật, ngay rửa chân rồi thọ trai xong xuôi rồi đang đi đi với ta, nắm dùng thì cháu bay lên, bay bổng lên trên mây. Thì ban đầu sợ quá nhắm mắt, sao mở mắt một hồi có thấy bay ngang khu rừng cái, thì có con khỉ già mà nó cái lông nó xém hết trơn, nó ngồi nó ngước nó đường rải. Cái gì thấy trời ơi, tôi cắt cỏ nó bị ngứa mấy bữa trước rồi, bữa giờ này hết rồi, cái ngứa này tôi nói ngứa khổ quá, phải cho nhức răng, đừng có khổ. Nhức răng khổ không? Khổ. Tại vì nhức răng khổ tôi cho đau tim được khổ không? Khổ. Có cái nào mà không khổ? Ngứa là cái ngoài da mà còn đứng đâu cứ đờ hoài, ngồi bên bỏ ngồi gãi mà không dám gãi, nó muốn trăng mình một chịu. Thì Đức Phật nói nè Ananda, ngươi thấy sắc đẹp của công chúa sao lại đi vợ của ngươi đó, và con khỉ này đó ngươi coi ai đẹp? Để Bạch Thế Tôn, con khỉ này không có một ram nào, chứ mình nói cho từ bây giờ không có ram, như trước đâu có vụ ram. Bạch Thế Tôn, soi sắc đẹp của vợ con khỉ này nó quá xấu, không thể nào nghĩ được, so sánh được. Bay đi một hồ lên tới người đông quá, mà trẻ đẹp, cây cú là lạ quá. Bạch Thế Tôn, đây là chỗ nào vậy? Và Bạch Thế Tôn, sao mà con gái không có đàn ông? Người lại hỏi mấy cô đó đi. Thì Ngài Ananda nói, thưa mấy cô, ở đây sao không có thấy đàn ông vậy? Không có người nam vậy? Tin người nữ không vậy? Thì mấy cô nói, dạ có chứ, chúng em đây có ở đây một cung là chỉ có một người nam là một người chồng, chúng em đây là ở đây bán 600 chúng em, nhưng mà chúng em có một người chồng, người chồng em tên là Ananda ở thành Ca Tỳ La Vệ. Tôi nè, cho tôi lên đây đi. Nói không được, bởi vì Ananda dù cho ngài đây là tên thật vậy, nhưng mà sau này ngài bỏ cái thân ở dưới, ngài về đây, ngài mới làm chồng của các em. Còn giờ ngài người thế gian không về ở đây được. Thì nghe Di Cả là Bạch Thế Tôn, thôi mình đi về. Bây giờ thấy cô nào cũng đẹp hết, thành ra về bắt đầu là về ngày đêm siêng năng, ngày ngồi thiền để mà được về cõi chư thiên làm chồng 600 cô tiên nữ này. Và các vị tỳ kheo biết tâm niệm đó, Đức Phật mỉm cười thôi và biết tâm niệm đó, thì các vị tỳ kheo mới ngạo ngồi thiền mà được về cõi đó có vợ, ngạo mà ngài còn làm tin, ngài vẫn ngồi tinh tấn vô cùng. Một hôm Đức Phật nói Ananda đi theo Như Lai thì mừng quá, tính là đi là được thăm phải không, nhưng mà bay đi một hồi đi thẳng xuống gặp Thế Tôn, chỗ này chỗ nào mà chảo dầu không vậy?
ủa chỗ này không có chúa cả, thế ông ta nói gì? Thì dân tộc nói, người lại hỏi coi. Thì vừa ra hỏi coi, nói bà Thế Tôn, sao chảo dầu nào cũng nấu người trong này mà có chảo và có cái con quỷ này nó ngủ gục, nó không có nấu gì. Thì Đức Phật nói, thì Như Lai nói rồi, Như Lai hỏi là chỗ này chỗ nào và sao cái chảo nó không có người. Thì lại tới đó thì mấy con quỷ đó hỏi, này này người, sao người ngồi ngủ đây, chảo nào cũng có người trong đó nấu mà sao cái lò của người đây không có lửa? Đây có chứ, cái lò tôi đây có nè, thành ra chị tôi bây giờ tôi rảnh nè, tôi ngủ cái lò này sau này để nấu ông Ananda em của Đức Thế Tôn Phật Thích Ca Mâu Ni đó hưởng hết phước cõi trời cho 600 tiên nữ xuống đây tôi mới nấu. Nghe rung không? Quá rung. Bây giờ nó bạch Thế Tôn tôi về rồi, mới xuống cái thấy có chảo dầu con là về xin đang tu không trồng trong vòng hơn 2 tháng tiếng A La Hán không còn lại. Cho nên các vị thấy các cõi trời Đức Phật không cho mình về cũng hết phước là khổ. Cho nên nghe pháp là gì? Thứ nhất là đi nghe đúng thời, thứ hai là ham nghe, thích nghe, thứ ba là chăm lòng nghe. À, có nhiều người nghe pháp mà ra đây nói chuyện này kia nọ thì cái đó cái quả báo sau này là gì? Người nghe pháp mà không chăm chú nghe lời của Phật dạy thì sau này là bị lãng tai, ngẩn tai và chót cực tai là nó nặng hơn nữa. Và thứ tư và có tâm cung kính nghe, cung kính nghe trong thầy mới được làm thầy, cung kính nghe thì được được các pháp cao. Thứ năm, chẳng vì chỉ trích mà nghe. Chẳng vì chỉ trích là sao? Thì nói ai cũng nghe pháp hết, sao mà không đi chùa nghe pháp? Đi là đi để cho có thôi, chứ thì ở nhà người này kia chê là đi nghe mà thân nghe mà tâm không nghe. Đó, thành ra chỉ vì chỉ trích là bị người ta nói, người ta chê mà mình nghe. Rồi thứ bảy, chẳng vì muốn hơn mà nghe. Nghe mà muốn hơn người khác thì cái tâm đó là tâm không tốt, muốn hiểu được cao hơn để giải thích cho người ta trọng mình hơn. Thì như vậy Đức Phật khuyên cũng thứ bảy là chẳng bị muốn hơn người khác mà nghe. Thứ tám, khi nghe chẳng nên khinh người nói. Cũng vậy, cái người thuyết pháp dù là người tại gia, người xuất gia, người khuyết tật mà nói mình cũng chẳng nên khinh. Tại sao vậy? Giờ quý vị thấy trong này có 5 điều Đức Phật nói là khi mà mình nghe pháp không nên coi khinh cái gia thế của pháp sư. Chẳng thể bên mình thì không có, như Ấn Độ có 4 hạng. Thứ nhất là Bà La Môn, giai cấp thứ hai là Phệ Xá, Kinh Sát Lý Lợi, Sát Lý Lợi là vua chúa. Thứ ba là Phệ Xá là tư bản. Thứ tư là người nam gọi là Thủ Đà La, là nô lệ nam, và người nữ gọi là Viên Đà Lợi. Viên Đà Lợi, thành ra trong cái 4 hạng này là cái hạng thứ tư là nô lệ. Và nếu mà hạng thứ tư này nô lệ mà gặp cái hạng Bà La Môn Sát Lợi, gặp nhìn thẳng không móc mắt mà không quỳ lại và cắt cái nhuận gân. Cho nên Đức Phật ra đời để là gì? Giải thoát cho mọi người không có bị ràng buộc. Tại vì Đức Phật nói, này các tỳ kheo, tất cả chúng sanh ở cõi Di Bồ Đề này đều có dòng nước mắt cùng mặn và có dòng máu đường đỏ, không có giai cấp trong mỗi con người. Cho nên Đức Phật khuyên vậy. Khi Đức Phật nhận biết bàn được cái Bà La Môn, họ nổi lên và nhất là đạo hồi nổi lên, và do đó nó không có được như Đức Phật muốn. Cho nên khi nghe không nên khinh người nói. Tại vì các vị thấy khi quý vị nghe ca nhạc, ca giọng cổ đó, là nghe âm thanh, nghe cái lời hay là nghe thân thế của cô đó, của cậu đó, nghe cái lời nhẹ, nghe âm thanh thôi cũng vậy. Và thứ chín, khi nghe chẳng nên khinh đạo pháp. Tại sao? Đạo pháp mình đã về mình chưa biết hết, cho nên mình không biết hết, cho nên mình thường mình khi mà rõ rồi thì mình mới biết. Cái phần này chúng tôi nói của thế gian để chứng minh cái xuất thế gian. Cái đời Tống đó, Dương An Thạch là thừa tướng, mà Tô Thức sau này là gì? Tô Đông Pha. Chuyện đó tôi nói là cười chết đi quý vị. Thành ra Tô Thức trước đây đó là Giới Diễn Thiền Sư, và Đạo Phật Ấn là Quang Huệ Thiền Sư, mà hai người cùng tu ở trên núi
Nhưng mà một người phía ở thiền, một người ở trên cao, thì vũ tổ diễn, vũ tổ giới đó, vũ tổ giới là ở núi vũ tổ, mà là giới, tên giới. Thành ra một hôm thấy Phật tử tới thọ bát, phải thọ bát sám hối, ngày xưa sám hối ít quá, hỏi bữa nay các con tới tới chị, thì các chị nói dạ thưa sư phụ, ở trong quận mình, ở trong huyện mình nó có cái hát đào ghép trẻ đẹp lắm, hát hay lắm, cho nên hôm nay một số ở lại đi coi hát rồi con mới lên. Thì trong lúc mà nói vậy thì nghĩ thiền bỏ thiền rồi, ngài mới suy nghĩ giờ này 8 giờ mấy tối rồi, chắc là đào hát thay si mi mà nghĩ một điểm sắc dục nổi lên đó. Và tới tới sáng từ ngày Quan Huệ mới viết bài kệ là tu mà còn khởi niệm sắc dục, thì ngay đó ngày xấu hổ và ngũ tổ giới nhập diệt. Thì khi đó Quan Huệ mới nghĩ rằng vì ta mà sư đệ ta nhập diệt thì thôi, nếu ta không đi theo thì đọa lạc nhiều lắm, cho nên dặn dò đệ tử rồi cũng thâu thầm nhập diệt theo. Và thâu thầm nhập diệt thì ngũ Quan Huệ thì sư sanh ra làm người này sau là Phật Ấn, tiền thân là Phật Ấn, và sanh nhà ở gần cái nhà là heo. Và khi 14 tuổi, còn nhỏ chạy qua chạy lại, tới 14 tuổi đó, thì thấy một con heo nó mổ ra, có cái hai cái lá phổi, mà cái chữ, có chữ nó nổi lên, chữ đỏ mà nổi ra là những cái chữ trắng, là chữ Tào Tháo, giật mình mà đi tu chứng quả luôn. Và sau này đó, thì tô thức, tức là thần thức ngũ tổ giới, chuyển lên làm tô thức, là tô thức sau này bị đài ra cái huyện Đông Pha, thành ra gọi là Tô Đông Pha. À, cho nên các vị thấy khi mà cái phần này đó không khinh đạo pháp, và khi tu thức là trời trước là ngũ tổ giới, thành ra tu thiền thông minh vô cùng và văn chương rất là giỏi, được thừa tướng rất là cưng, làm hàng năm đạo sĩ mà. Thì trước khi bị đài ra đó thì vô trong dinh của thừa tướng rất là thương, thành ra cho phép ra vô không có trình. Thì một hôm đi vào trong đó mới thấy đi chầu vua, mà sao mà tới vào đó để nói chuyện mà sao mà chưa có về. Mới thấy trên cái biro đó, cái bàn để hai câu Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu, Quỳnh Khuyển Ngoại Qua Tâm. Tình là Minh Nguyệt là gì? Minh là sáng, Nguyệt là gì? Trăng sáng. Sơn đầu, sơn là núi, đầu là đỉnh, trên đỉnh núi. Khiếu, chữ khiếu có nghĩa là kêu. Tại nên Tô Đông Pha nói trời ơi, ông thừa tướng này giỏi, ông chưa từ xưa giờ già lẫm cẩm, là mới gặp cái chữ khiếu mà di sửa là thành chữ chiếu, là trăng sáng trên đỉnh núi rồi chiếu xuống, phải không? À, Minh Nguyệt Sơn Đầu Chiếu, thay giờ chữ khiếu là trăng nó kêu mà không ai kêu. Thì tới được câu dưới là Quỳnh Khuyển Ngoại Qua Tâm. Quỳnh là vàng, biển là chó, chó vàng, ngọa là nằm, qua là cái bông, tâm là cái tim, chó vàng nằm trong tim. Thì ông nói trời ơi, con chó này sao nằm trong cái tâm có bông được, thành ra chỉ có trăng sáng như thế này thì có cái bông, thì cái bóng rồi gọi là cái âm, là cái bóng. Thành ra sửa này Quỳnh Khuyển Ngọa Qua Tâm, gạch chữ tâm thành để chữ âm, tức là con chó vàng nó nằm dưới bóng của cái bông. Thì vậy quá hay phải không? Đi về thì về tân hơi, thừa tướng Dương Văn Thạch mới vào để hỏi chị tư lính hầu trong đó gác cái dinh đó, nãy giờ có ai vào cái phòng của ta? Nói dạ có Hàng Lâm đại học sĩ tô thức vào. Thì nó té ra người này, tại nó làm cái sớ dân lên vua Tống là đài ra ngoài chỗ cái huyện Đông Pha, tại chỗ đảo Hải Nam. Thì ra đó hai cha con đói, bởi vì bây giờ khi mà đói là gặp những cái con, những cái con rắn, rắn mà nó ở trong ống tre đó, và con cóc nó ngáp buổi sáng này, để được lấy cái sanh khí vô để mà nó được cũng thở hơi. Tại hai người này cũng là hít không khí vô cũng đỡ được cái đói, những cái lúc mà sóng gió nhiều quá gạo đem ra không có tới. Thì tới ở được tới 7 tháng thì làm quan huyện, ra làm quan huyện, quan huyện cái đổi huyện này đói khát. Thì một hôm gần tới Tết rồi, và gió bắc, có mưa gió bắc, thì nghe 3-4 đêm rồi, ban đêm có con chim kêu thảnh thoát mà kêu tiếng hay quá.
mới hỏi đứng lễ trong quận á, trong huyện á, hỏi ở con chim gì mà 3-4 năm nay nó kêu dữ thì các ngươi ơi, dạ cơ quan huyện ở đây cái mùa này mới có, còn một năm chỉ có khoảng chừng 1 tháng thôi, con chim đó nó đậu trên núi mà nó kêu vậy đó, con chim nó đây kêu con chim tên là Minh Nguyệt, mà dân ở đây nhờ con chim đó lắm. Ở đây có một loại sâm mà nếu mà cái bông, khi mà ra cái bông hái ở đây bán nhiều tiền để đổi lấy gạo cho những người giàu có trong đất liền nó mua. Nhưng mà cái bông này nó có một cái loại sâu rất độc, nó kháng một cái là chết, và con sâu này đó là cái mình của nó lớn to bằng ngón tay cái vậy nè, mà cái mỏ nó nhọn, cái mặt nó như con chó vậy đó, thành ra nó vàng hực rồi, mà đi hái mình lên tơ mơ mà nó cắn một cái là chết liền, thành ra con sâu đó gọi con sâu Quỳnh Quyển, là con sâu vàng mà cái mặt nó như con chó rồi Quỳnh Quyển, mà nó nằm giữa cái, nó ăn cái bông mà nó nằm giữa cái tim của cái bông đó đó, cho nên mà con chim này đó là khắc tinh của con sâu này, khi mỗi khi nó hót đấy là con sâu được cứng mình, rồi ban đêm con chim lại bay xuống nó ăn con sâu này. Đó, cho nên Quỳnh Quyển ngọa qua tâm là con sâu mà con chó mình như chó vàng nó nằm giữa, và con chim Minh Nguyệt nó ăn con chó này. Nói trời ơi, vậy là mình bị đài thì vụ tại mình sửa câu thơ này rồi. Hồi xưa ổng nói là đúng, là vì Minh Nguyệt sơn đầu khiếu, là con chim Minh Nguyệt ở trên đậu trên rỉnh này nó khiếu là nó kêu, không phải nó chiếu, mình sửa là cái căn sát nó chiếu. Và Quỳnh Quyển ngọa qua tâm là con sâu chó vàng nó nằm ở trong cái tim có cái bông, chứ không phải là con chó vàng nó nằm dưới cái bóng của cái bông. Và do đó mà làm cái bài thơ xin lỗi Dương Thạc thì Dương Thạc mới trình đi vua kéo quân về, kéo ông về. Cái gì thấy có một cái mình làm lúc bình thường thì mình thấy người ta sao mà nó gọi là nó không có trí, nhưng mà rốt cuộc rồi chính mình lại là mình phạm phải chịu đó. Cho nên sau cái kinh nghe kinh đó là chẳng nên kinh đạo pháp cái nhà mình hiểu không tới. À, mình hiểu không tới, chẳng ra chứ mình lấy cái trí phàm mà mình so lượng thánh mình hiểu không tới. Rồi thứ 10, khi nghe quyết chẳng tự khinh. Khi nghe quyết chẳng tự khinh là đừng có khinh mình, ồ cái này kinh này mà nghe mình hiểu không nổi đâu, thôi đừng nghe. Nhưng cái gì kinh Phật có màu nhiệm là tụng bây giờ không hiểu, lần lần rồi hiểu. Cái gì thấy một quyển sách mình hồi 20 tuổi mình xem mình hiểu, nhưng mà lúc 25 tuổi mình xem mình hiểu cao hơn, 30 tuổi mình hiểu cao hơn, đúng không? À, cho nên mình đừng có tự khinh mình. 11 là khi nghe xa lìa 5 món ngăn che. Khi mình nghe lời thuyết pháp xa lìa 5 món ngăn che là gì? 5 món ngăn che gọi là ngũ cái, ngũ là 5, cái là nó che lại, làm bài cào nó gọi để tôi làm cái, làm cái là tôi bao hết cái gì này. À, 5 cái ngăn che là tham, sân, thùy miên, trạo cử, nghi hối, 5 món gọi là ngũ cái. À, 5 cái này là ngũ cái. Và 12, khi nghe vì thọ trì độc tụng. Khi nghe rồi thọ là nhận lấy, trì là giữ gìn, và muốn trì giữ gìn đó thì phải độc tụng rồi mình mới nhớ. Chẳng hạn đây có nguyên tắc sư phạm. Quý vị thấy đó, khi mà còn các em nó học ở ngoài, ví dụ lúc thứ hai mình học một cái bài toán đó về hay học môn gì mình hiểu, nhưng mà qua thứ hai tuần sau mới trả bài, nhưng mà chờ tới thứ bảy chủ nhật giờ mình học luôn, ủa lạ quá quên rồi. Đầu tiên mình học thứ hai về tối rồi mình đọc sơ cái đi, đặt cho nó rơi vào tiềm thức có giới hạn đây, rồi thứ năm mình đọc lại sơ lần nữa, thì qua tới chủ nhật mình đọc sơ cái mình thuộc rồi, còn cái mình hiểu đã đó mình về mình bỏ ra quên đó, thì như thế mình coi như quên mất tiêu. Qua tới chuyện đó mình học mình không hiểu cũng vậy đó. Thành ra do đó mình phải thọ trì đọc tụng. Rồi thứ 13 là gì? Khi nghe gì diệt trừ ngũ dục. Khi nghe trừ 5 món là sắc, tài, danh, thực, thùy. Không phải gì mình nghe pháp để mình nói ra cho người ta, để người ta giúp đỡ mình như vậy kia làm ăn ha, cúng dường. Đừng nghĩ như vậy. Và 14, khi nghe phải đủ tín tâm, phải đủ lòng tin, tâm mình tin là Phật dạy không có sai, Đức Phật dạy cho mình là đó là chân lý. Chân lý là gì? Lời Phật dạy ngàn năm trước trúng, ngàn năm sau cũng trúng, và bây giờ cũng trúng. Các vị thấy thôi, tứ pháp ấn là gì? Vô thường, khổ, không, vô ngã. Các vị thấy vô thường, lúc nào cũng vô thường.
Không phải hồi Đức Phật vô thường mà bây giờ mình không còn vô thường. Cái diệu hình tướng là có thay đổi là vô thường. Nói ví dụ như và 15, khi nghe về điều phục chúng sanh, khi nghe gì phải điều phục chúng sanh là chúng ta hiểu, làm và thực hiện để cho mọi người nghe theo để ích lợi cho mình, ích lợi cho người. Và 16, khi nghe bị dứt tổ gốc vô minh, là khi nghe pháp để dứt tổ gốc vô minh. Thì đây chúng tôi, các vị thấy đối với một người mà mình nghe pháp đó, ví dụ như thế, ở đây chúng tôi mới trích một chút xíu của cái kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy nè: phàm người tu đạo như trâu trở nặng đi trong vùng lầy, tuy rất mỏi mệt nhưng chẳng dám ngó hai bên, khi ra khỏi lầy lúc mới được nghỉ ngơi. Tình dục đối với người lắm hơn bùng lầy lúc dơ, cho nên phải lấy trực tâm niệm đạo mở hồng mới khỏi các khổ lụy. Tại sao? Là Đức Phật dạy những phần này để thứ nhất mình tính tâm nghe pháp, thứ hai những cái thú vui thế gian này nó không bền, tất cả nó hấp dẫn bị thiệt nhưng mà bền không à. Và chư tổ khi một cái dự ngộ đạo nói đường đời là khúc nhạc, bản nhạc nói đời đẹp quá, đẹp quá Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi đó, phải không? Đường đời là khúc nhạc nhưng mà nghĩa trang là nốt cúng cùi của cuối cùng. Phải nghĩa trang nốt cuối cùng không? Phải chưa? Cái đường đó là ai cũng phải đi qua, sinh tử là đoạn đường ai cũng phải đi qua, đi mãi như ai đã tới nhà, mình quyết tâm là mình sẽ được tới nhà đó. Thôi giờ trở lại và chúng tôi nói về cái nguyên nhân mà mình làm sao mình thoát khỏi cái phần này thì để đây rồi chúng ta sẽ học cái phần giờ trên đời ai cũng muốn sống sống dài như thế, phải không? Có ai muốn chết sớm không? Nhưng mà muốn sống dài thì phải gieo nhân gì? Và cái người mà bị quả báo mà không sống dai, tức là chết sớm đó, quạnh, cái gì nghe nói quạnh tử không? Quạnh là gì? Quạnh là quạnh, là nằm ngang, tức là thình lình. Tử là đi mua muối, phải không? Rồi quả báo chết yểu là gì? Do Đức Phật nói có 10 điều, và mình nhớ 10 điều này để mình thấy cái điều nào nằm trong 10 điều này mình tránh. Mà trước khi chúng tôi nói phần này đó, thưa quý vị, trong cuộc sống này của chúng ta đó, ngoài cái tích lũy nghiệp, ngoài cái tận tư tử nghiệp, và có những cái nghiệp mà ở đây chúng tôi nói gần nhất là ba cái nghiệp thôi. Thứ nhất ấy, gọi là sanh nghiệp, thứ hai gọi là triền nghiệp, thứ ba là đoạn nghiệp. Để phần này đó chúng tôi những cái nghiệp kia nhiều lắm và chúng tôi không nói, chúng tôi chỉ nói ba phần này thôi. Thế nào là sanh nghiệp? Sanh là đời, sanh là sống. Cái nghiệp mình sống đây, chẳng hạn đời trước mình tạo nghiệp, làm nghiệp thiện, đời này mình sanh ra mình được thân tướng tốt đẹp, giàu có, làm quan quyền, đó gọi là sanh nghiệp. Nhưng mà nếu cái người đó mà muốn làm quan bền, muốn giàu có lâu, muốn trẻ đẹp mãi thì phải có cái gì? Cái trì nghiệp. Trì là duy trì, là giữ gìn. Mình cái người mà thân tướng tốt đẹp, làm hái ra tiền, giàu có tài ba, lại đời trước làm thiện hay làm ác? Làm thiện. Làm thiện thì tất nhiên là bây giờ mình cái nghiệp đó là nghiệp thiện thì bây giờ mình phải duy trì, mình phải trì nghiệp, thấy chưa? Và nếu cái người này trì nghiệp bền thì bắt đầu giàu có bền, người người càng ngày càng giàu hơn là do người ta làm trì nghiệp. Và đang giàu nửa chừng và gặp tai nạn, rồi gặp chuyện này chuyện kia là do của cái là đoạn nghiệp. Đoạn là gì? Đoạn là chặt đứt, là cắt đứt, giống như mũi tên đang bay có gì chặn ngang hay rớt xuống. Bây giờ mình đang giàu có gì nhưng mà mình ác quá, mình làm những chuyện mà hại người này hại kia, từ ngày ngày tổn cái phước đức đi, thì tổn phước đức đi thì cái đoạn nghiệp đó, cái chặn lại cái sanh nghiệp của mình không được bền. Đó, thành ra do đó giờ chúng tôi nói gần nhất, mình trồng cái ổ xá lị, vừa mới trồng phân mới, đất mới, cây ổ nó lên trái sung xê, trái lớn, đúng không?
mà khi mà thấy trái nó nhỏ, có cái trái là gì, biết nó gì, hết phân, hết nước, không tưới, đúng chưa? Thì muốn cho nó tiếp tục nữa thì gì, bón phân vô, tưới nước đầy đủ, cắt những nhánh mà vô dụng bỏ đi, có sâu thì giữ gìn. Thì đó là gì, mình gặp trong nhà con cái đau ốm bệnh hoạn, những tai nạn này chặt kẹo người ta chưa đỡ bệnh viện tụng rồi đó, thì biết là cái phước mình nó hơi hơi bớt rồi. Thì bây giờ mình ráng gì, kinh kinh đấng tống bố thí, trì giới, sám hối, rửa vật dơ thì dùng lấy nước, trừ tội phạm lấy sám hối mà trừ, trong nhất thời làm việc đại từ thì cứ cắt tiêu dư đại tội đó. Cho nên quý vị thấy mà hãy trong nhà mà có làm ăn phất phơi phới đó, là mình biết cái sáng nghiệp mình nó mạnh. Thì như vậy mình phải ráng cái gì, có cái trì nghiệp. Trong kinh Phật dạy là mỗi một người mà làm được, ví dụ như thế 4 đồng, tôi giờ tôi nói 4.000 được, một tháng 4.000, thì Đức Phật dạy 1.000 lo nuôi dưỡng cha mẹ, 1.000 bỏ vào vốn để cho vốn tăng trưởng, chứ không phải Đức Phật không phải kêu mình nghèo đâu, không có. Còn cư sĩ đó khác, còn chúng tôi xuất gia khác. Nghĩa là 1.000 nó nuôi dưỡng cha mẹ vợ con, 1.000 là bỏ vô vốn, 1.000 làm từ thiện, 1.000 cúng dường tam bảo để bòn mó cái phước của mình, tức là bỏ phân vô cái chậu cây ẩu xá lị của mình đó. Nếu ai giữ gìn được cái đó, chứ còn nếu mà tha hồ mà làm quấy làm xấu làm ác thì từ từ nghĩa là cái sanh nghiệp mình nó bị mòn, và cái trì nghiệp mình không có, cái đỏ nghiệp nó chẳng ngang. Có một chuyện mà đừng nói tên nha, chúng tôi là xin quý vị đừng nói tên. Có một người bên Việt Nam, mà người này chẳng những làm bên Việt Nam mà làm ở bên Campuchia và các nước ngoài đó, coi như thâu thuế vũ trường này kia nọ rồi, dám đánh công an, tống công an rồi nữa, mà ô dù bao che. Người cô con gái này khuyên ca xuất gia đi tu làm đi cô, và ngay cái bữa mà xử tử hình, cả trong cái hậu trường đó, người dân người Việt cũng động lòng khóc, là cô này nói con đã khuyên cha từ lâu rồi đừng có gây ác nghiệp, mà con khuyên được con xuất gia để mong cho cha nhẹ tội, mà giờ này mới đến cái cảnh này. Cái gì biết từ đó phải không? Biết. Đã nói được với tên mà cũng nói tên nổi tiếng nhất. Tội nghiệp lúc đó là chúng tôi ở bên này, mà chúng tôi nghe mấy người đi qua nói là ai cũng khóc, chảy nước mắt. Mình thấy đó là gì? Cái đoạn nghiệp cái chẳng nghe là quá ác mà, thành ra mới sanh cho tới cái đó. Thành ra bây giờ đó, muốn được giàu bền là gì? Mình biết đời trước mình giàu có đây, thân tướng đầy đủ. Đức Phật nói sanh làm người có dễ đâu, được làm người có sống lâu, có nghe giáo pháp tuyệt vời, có xem được Phật ra đời lắm thay. Thì bây giờ mình được làm đầy đủ đây là cái sanh nghiệp đời trước quá tốt. Bây giờ thì phải có trì nghiệp giữ gìn cho nó bền, đừng để đoạn nghiệp nó chẳng nghe. Mình nói cái què sủi cam mọng điếc này, cái vị ngầu đấy ai cũng tốt tướng, tôi có giòn rồi tôi mới nói. Bây giờ tôi nói cái gì, có một cái bài này thật sự tôi làm đi khách ở thượng Trúc Lâm Đà Lạt, từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều người ta đông lắm, và làm tới chiều là nói hết pin rồi, và lúc đó lại đau tim nữa, là tại vì thằng ấy vô thượng sư á, muốn về là giết hòa thượng, và vô trong thấp 2 lần, tại hòa thượng nói tu cái gì, tôi không nói tới tu mà bụng đôi tay mà nghe lưu được âm thanh, cái là không phải là thiền. Thành đã nói cái đó rồi là đi bị lần lần bị xuống. Thành ra thầy Thái Bảo làm thì giả mà chúng tôi làm đi khách, mỗi một lần mà nghe chó sủa tôi quy động 10 mấy 20 người rồi chạy lên, và 2 lần bỏ dài dép rồi 2 lần vô 2 lần đó. Thì mình vừa làm ban đêm ngủ chập chờn, thành ra tôi đau tim, tôi đau bốn, tôi nói để chị thấy nè, chúng tôi không phải nói cá nhân. Và lúc đó khi đau tim rồi, năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba đau tim rồi, và các bác sĩ mới nói là tôi đã cho tôi tiếp nghỉ, và bị thấy tên cao này oxy không đủ để thở, và mà nói chuyện hoài đó là cái tổn hơi, tại vì như là khẩu hao thần khí tán, cái khẩu mình mà phát ra thì cái sinh thần khí mình nó tan đi, mà 1 tới 3 năm tới 4 năm
rồi các bác sĩ cho lên khám bệnh miễn phí cho quý thầy đó. Trời ơi, thầy thân thiết gọi là quý khách đây nữa sao? Mà nhiều khi tôi nói chuyện á, mình thấy người ta nghe mình tôi có hưng phấn, mà buông ra rồi thở thở mà thở muốn chết. Nhưng mà rồi ai cũng yêu cầu. Rồi một hôm đó tôi tới 6 năm rồi là tôi mới nghĩ là nhập viện tim, tôi mới nghĩ. Nhưng mà qua đây rồi đó, tại sao chúng tôi nếu lần tới chúng tôi tới, chúng tôi giới thiệu cho quý vị một viện tim mà chúng tôi tụng có nó sáu hôm đó mà chúng tôi hết cái này đó. Rồi bác sĩ nói, tôi hỏi bác sĩ đẹp tên là Tuấn Ngọc là gì, Chợ Rẫy viện tim, thì với tôi nói, bác sĩ viện tim của tôi thì bao lâu là hết, bác sĩ ông còn trả lời. Qua mấy ngày sau tôi hỏi lần nữa, ông mới nói bệnh tim của thầy cũng hết á, giống như người nào tóc bạc mà uống thuốc nào mà tóc bạc trở thành xanh đó thì bệnh thầy mới hết. Là thấy mình hết đường, tôi đi lên lầu một lên không nổi à. Tại vì tôi bốn cái bệnh là suy mà rành là một nè, ngoại tâm thu thấp là hai nè, hở van tim là ba nè, suy nhược thận kinh tim là bốn cái à. Do đó mà khi đó thì về có một vị thầy, sau khi mình nhập thất đó, tôi không nói tên, vị thầy giờ làm lớn ở ngoài Hà Nội, làm trụ trì cái chuyện điện lớn. Tôi làm như khách, tôi dẫn lên, sao tôi thấy từ 5-6 ngày ông mặc áo đầm đi ra, áo đầm ra này nè, tập y hậu ra là trình, tức là trình kiến giải được ngộ đạo. Trời ơi, mình một tháng, một năm, mình học, mình được nhập thất 3 tháng để làm quý khách, được lắm. Mà mình không khi nào vô đó, thì cuối lắm mới được một chút đỉnh thôi. Chứ còn gì mà mới có 6-7 ngày được, trời ơi, gì này tôi tái lại lần nữa, lại là đến lần nữa đó. Sau 4-5 ngày sau gặp ông mặt, y hậu ra nữa, tôi nói trời ơi, tôi quá ham của mình nhập thất không thấy gì. Sao mà chừng 5-6 ngày sau gặp ông đi ra nữa, mình mới nói trời, mình tu không có bằng ai, tôi ráng. Có một lần đó tôi không có hay, nhưng mà tôi đi dẫn 4 người khách vô, tôi kêu đứng dưới cầu thang, tôi vừa bước lên tôi nghe tôi nói sao tôi tu dễ ở là mấy chú tu ma nó cứ phá đuổi hoài vậy. Tôi dòm lên ổng, tức là sao nào mới biết. Ban đầu tôi làm sâu, sau này tôi nằm trên đơn, đuổi xuống đơn, sau này xuống dưới đất, xuống sàn nằm, đuổi ra ngoài luôn. Thì có một vị ở ngoài Hà Nội vô làm cư sĩ, và sư bà Hải Triệu Âm mới cho cái quyển kinh là Đại Thông Vô Quản Sám Hối Diệt Tổ Trang Nghiêm Thành Phật. Và là cái vị này mới, sau khi xuất gia rồi mới nói, ông thầy đã bị đó, là sư huynh đưa cái này cho ông, sám hối thì hết, mà thì tôi sám hối rồi hết, từ đó tới sau không còn. Tại tôi thấy gì tôi mới nói, cái bệnh tôi đau vậy đó. Về thì ông thầy này xuất gia nói, thầy sám hối đi, tự nhiên sẽ hết. Để tôi sám hối đó, cái này tôi xin. Thứ nhất á, lúc đó năm 2001 là Việt Nam đâu có vụ thông tin được đâu. Hòa thượng đi qua đây người ta mới đòi thông tin, hòa thượng không cho thăm, hòa thượng cũng đau tim. Thì tôi nói thứ nhất á, cho con được xuất ngoại tặng con đi thông tin. Thứ hai cho con được là hết cái bệnh tim này. Thì nguyện cái đó rồi các hòa thượng sai đi qua ngay. Hòa thượng sai mục đích là để đi có dịp bị ung tim, hoằng pháp là phụ và tránh là bệnh tim. Và cái quyển này sau này chúng tôi có in ra rất là nhiều, giờ này chúng tôi in rất nhiều ở Việt Nam có, và bên đây cũng có nữa. Và cái quyển này là của hòa thượng Thích Trung Quán, và chúng tôi biết thì sau này chúng tôi sẽ, nếu có duyên chúng tôi qua đây cái gì coi cái đó, cái lời của tôi có viết lời của không đó. Do đó mà khi mà các quý thấy chúng tôi khi mà mạnh rồi thì mới biết Phật Pháp không có bỏ chúng ta. Và tại vì đợt trước mình là quân đội, cho nên mà tiêu một lần đó 300 tô phở lớn, phở nhỏ là 105 ly, phở lớn là 155 ly. Cái nào nó cũng có cái giá của nó hết quý vị. Cho nên giờ này phải cực lực mà mình làm sao mình gắn ai rồi. Hòa thượng Người Vi nói là hà nhân vô tội, hà giả vô kiên. Người nào không lỗi, người nào không tội, hà là nào đâu. Nhân là người, người nào vô tội, hà giả là người, giả của người, vô kiên kiên là lỗi lầm. Cho nên khi chúng ta biết, chúng ta ráng rửa giặt dơ thì dùng lấy nước, trừ tội phạm ra sám hối mà trừ.
trong nhất thời làm việc đại từ thì tức khắc tiêu dư đại tội. Mình ráng mỗi một ngày chúng tôi lại đây thấy quý vị lại đây sám hối mừng lắm, nó tiêu hết lần lần đó. Mà có nhiều vị tụng sám hối, nhiều vị niệm Quan Âm, ung thư đó mổ mà rồi bác sĩ nói còn yếu quá, 2 tuần lễ nữa ăn cho có đầy đủ, mổ sắp sửa lên vàng phẫu thuật mổ là xem lại xét lại siêu âm lại tế bào ngoại tử không còn có không có đó. Cho nên cái gì đáng, cho nên cái quả báo mà chết yểu nè, thứ nhất về trở lại, thứ nhất tự mình sát sanh, còn một chút nữa thôi ráng cái này quả báo chết yểu nè, tự mình nghe để mình tránh, tự mình giết, tự mình sát sanh. Thứ hai, bảo người sát sanh, mướn người sát sanh. Cho nên cái là tự nhược tự sát, nhược giáo tha sát. Thứ ba là kiến sát tùy hỷ. Và thứ ba là khen ngợi sự giết. Thứ tư, thấy giết vui sướng. Thứ năm, đối với người quán ghét thì mình muốn tiêu diệt cho họ chết. Cái này ai cũng vậy chứ, không muốn cái người thù mình không muốn cho nó sống, phải không? Đó tâm phàm. Và nghe nó bị xe đụng là mình mừng, mình buồn. Mừng đa số trong chư đức tu là mừng đó, thấy không? Đó là mày hại tao, giờ trời ngó lại cho trời hại mày cho mày biết. Và đó là thấy người quán mình thấy người quán của mình bị tiêu diệt rồi trong lòng sung sướng, thấy bị tai nạn thì mình trong lòng sung sướng, đó cũng làm cho mình tổn phước mình mà mình không được sống thọ nữa. Và thứ bảy, làm hư thai tạng người khác, bảo dạy người ta, chỉ cho ta đi phá thai, cái này là mình mang. Đó là tôi in 10.000 quyển này, thật sự tôi gửi ra ngoài Bắc. Ngoài Bắc bây giờ các những email nói ở đó gọi là bây giờ đã có cái gọi là quần hôn, quần số đông. Nếu một con của ông lớn mà cái ngày sinh nhật đêm đó ca vũ nhạc rồi ngủ với 4-5 vị bạn trai thì chừng nữa có mang đâu biết đi hút. Tại vì do đó mà chúng tôi gửi ra ngoài ngoài. Làm thứ bảy là làm hư thai tạng người khác. Thứ tám, dạy người hủy hoại thai tạng, dạy cho người cách phá thai, giết mạng. Trong lúc giết mạng này đó không phải là thường, đó là nhiều như vị Phật tương lai. Thứ chín, xây dựng miếu thờ trời để giết hại chúng sanh. Cái gì thấy cách cái miếu để thờ mà Atula đó là mình không có phước mà lại có tội, xác sanh cúng bò cúng heo quay đó. Cái gì thấy nó ở tại thế gian này có nhiều cái đó nó lầm, cúng Phật mua một nải chuối cao, ví dụ giá ở Việt Nam 8.000, nải chuối sứ thì 5.000, tôi không dám mua nải chuối cao 8.000, mua nải chuối sứ 5.000 cúng thôi. Mà cúng bà cậu làm biển á, quay heo 2-3 con không có tiếc, đúng không? Tại sao? Vì từ nữa có lời vô. Còn cúng Phật này không có lời, không lời mà sau này cái sự gia hộ vô số phước báo. Tại đó các vị nói là bố thí đừng có kể chi, cúng chùa đừng có hiềm gì khải sải tăng, hiềm là hiềm khích á, ghen tị á. Là bố thí đừng có kể chi, cúng chùa đừng có hiềm gì sải tăng, có lòng Phật chứng chẳng ăn, trước cúng sau các sải tăng hậu tàng, Phật chứng thì mình có phước. Nó cũng vậy. Cho nên xây dựng miếu thờ trời để giết hại chúng sanh, không có phước mà là có tội chúng mấy. Thứ 10, dạy người đánh nhau để hai bên bị tàn hại, dạy người suối người thưa kiện đánh nhau để mình coi mình khỏi nản. Cái đó là làm cho mình bị giảm cái tuổi thọ, không biết. Chẳng hạn như thế, đi coi đấu quyền anh sao, thì bị đánh thấy mồ, bị đau cổ máu me không mình với này vỗ tay, thì cái đó không nên. Rồi bây giờ nghe là suối người dạy người để mà ra tòa thì người ta khổ, mình lại mình cười thì cái đó không nên. Bây giờ cái quả báo chết yểu vậy, bây giờ cái quả báo được trường thọ nó ngược lại. Thứ nhất là tự mình không giết sát sanh, tự mình không sát sanh mà còn phóng sanh. Thứ hai, khuyên người khác đừng sát sanh, thấy là sát sanh mình khuyên đừng sát sanh. Thứ ba, tán thán tự sự không sát sanh, khen ngợi sự mà tha những con vật không sát sanh. Thứ tư, thấy người không sát sanh trong lòng vui mừng, thấy người không có giết hại đó mình sanh mình vui mừng, thì vui tùy hỷ cái phước của người ta thì mình được cái phước.
Thứ năm, thấy người bị giết hại dùng phương tiện cứu thoát. Cái gì thấy bố thí đó, thả chim cá rất là có phước. Như kia, ấy mày bữa nay là 19 là đáng 14, bắt tao 3 con trăm con chim tao có xanh rồi. Cái đó có phước không? Cái đó có ăn miêu không có phước đâu. Còn mình đi lên đoạn lầu đài thì vừa đi còn thấy thả liền. Thì đó, cái đó là cái tốt. À, thành ra thấy người bị giết hại dùng phương tiện cứu thoát. Người giặc mà bị sát hại mình dùng phương tiện cứu thoát. À, thứ sáu thấy kẻ bị khủng bố an ủi họ. Thấy người bị khủng bố mình lo sợ bị giết chết mình an ủi, lo sợ đó mình an ủi. Thấy bà già đi ngang qua đường mình nắm tay qua. Thấy giờ mình cái phước là tại sao Đức Phật thành Phật rồi mà bò cái phước xỏ cái kim, đúng không quý vị? Anh đang lâu đà đó. Bây giờ quý vị chạy xe ở đây đâu có, thí dụ người giàu thì họ đâu có cầm đâu. Nhưng mà cái bố thí này trong lúc cái xe vừa đi ra mà một dòng xe này nhiều quá, vừa chốt đèn vừa dừng lại để mẹ si khoát tay cho đi qua, mừng không? Quá mừng, làm cái đó không có vốn mà mừng, mình có phước vô cùng, đúng không? Thế nào gọi là phước đức? Thí không tiếc ấy là gọi phước, thương người như thân tức đức ư. Thí mình không tiếc cái của này, mình không tiếc, người ta đói như mình đói, người ta đau như mình đau, mình giúp người ta, thí không tiếc ấy là gọi phước. Thương người như thân tức đức ư, thương người như thân mình. Bây giờ mình có phước, mình làm chủ, kêu mà này giác, cái này thiên kia, xét coi họ đói hay no, họ mạnh hay yếu, mình coi cái đó đó, tức là mình nhìn như họ như là những vị Bồ Tát sau này như mình, thì đó là sạch đức. Thấy 18 là thấy người bị các khổ nạn khởi tâm thương xót. Thấy người bị khổ mình khởi tâm mình thương. Thứ 9, thấy người bị các điều cấp nạn khởi tâm đại bi, thương mọi người là khởi tâm đại bi. Và thứ 10, dùng các thức ăn thức uống bố thí cho các chúng sanh. Bố thí cho người có phước, bố thí cho con vật có phước không? Có, trong kinh Hồng Danh Sám Hối được nói một giác cơm cho chim muôn ăn cũng là, cũng là một cái phước lành. Thành ra trong tướng vô lượng tâm là gì? Vô lượng tâm là gì? Tướng vô lượng tâm là gì? Từ bi hỷ xã. Dễ quá. Giờ cái nghĩa từ bi xã nè. Từ bi hỷ xã, từ là gì? Ban vui. Từ là ban vui. Bi là gì? Cứu khổ. Bi là cứu khổ. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc. Bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Bạc độ của hồn. Bạc độ là gì? Chữ bạc là gì? Nhìn nhổ hết gốc rễ. Độ để đưa qua bên kia, nhổ hết cái nghiệp của ta. Cử đỉnh bạc sơn, dạng vỏ đó, cử là đưa lên, đánh vào cái đỉnh. Đỉnh nó nặng lắm, và dở lên khỏi. Bạc sơn, bạc là nhổ, sơn là núi, nhổ hết cái núi lên. Chỉ do sức mạnh. Thành ra từ bi, là từ năng giữ, từ là lòng từ, năng là có khả năng, giữ là cho. Nhất thiết là tất cả chúng sanh, gọi là chúng sanh chi lạc, là cái niềm vui, tức là ban vui, từ là ban vui. Bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Bi là tình thương, năng là có khả năng, luôn luôn. Bạc là nhổ hết gốc rễ, nhất thiết là tất cả chúng sanh chi khổ, nhổ hết cái cay đắng của tất cả chúng sanh. Trời, dịch lại tiếng Việt nè, từ bi nè. Bi, từ là hòa ái, xót thương. Bi là thấy khổ lòng nhiều xót xa. Hỷ là vui sống chan hòa. Xả là buông bỏ thứ tha mọi điều. Bốn lời Phật dạy không nhiều, con hành chưa được bao nhiêu quá buồn. Hành được nhiều không? Chưa nhiều. Tới giờ chúng ta thọ trai. Nhưng mà xin thưa quý vị, thọ trai trong khi mà thọ bát đó là mình phát mặc áo, là có sự kính. Thứ hai là có sự thanh tịnh, là mình không biết gì nhiều. Và chúng tôi và cô hiện tượng chúng tôi thành pháp xuống cùng hướng dẫn quý vị để cho quen. Và khi thọ bát đó là mình bưng cái chén lên, chúng tôi nói ví dụ thế, đây là cái ấn này gọi là ấn tam sơn hay là bảo thủ. Chút nữa cái chén mình để ngay đây, và đây là cái ấn cam lồ, mình đây là ấn của cam lồ, ngọt cam là ngọt, lồ là xương mất, là còn thẳng đứng lên để ngay cái trán này, cái đưa ngang trán này đó.
Và khi mà cúng dường thanh tịnh pháp thanh xong rồi thì búng cái tay lên, búng cái ấn này lên không xả. Đó. Do đó thành ra tí nữa đó, chúng tôi đánh ba hồi tăng bạc hay là thánh cũng được, và quý vị chúng ta trong đó hồi hướng và ăn có chánh niệm để chi, để mình cúng trước cúng Phật, sau có cúng chư thiên là đại bàn, chút nữa chúng ai cúng đại bàn, là cúng đại bàn. Và cái gì biết cái tích đại bàn, tôi nói sơ cái đại bàn là đại bàn kim chí điểu, và một phán giả về chúng là giả sao quỷ sát giả xoa, tức là quỷ ăn thịt người vậy đó. Đây các vị biết tích này không? Tức là Long Vương sinh với Phật hiện thân người. Nó bây giờ đại bàng kim chi điểu là đại bàng kim đại bàng nó lớn lắm, bay một lần che mát một cái thành phố, một cái quả núi, mà nó quạt cái ra nước ra dẹt ra là gặp gấp rồng ăn lần mấy chục con rồng mới no. Thành ra ăn muốn tuyệt chủng bên kia, thành ra đi sinh với Đức Phật, Đức Phật có những thần chú kêu thành kim cánh vàng đại bàng là đầu tiên cho người, nói người đừng có ăn rồng nữa. Thì nó bạch Thế Tôn, con ăn cái loài đó con không ăn là sao con sống được. Phật nói nếu ngươi chịu ăn Như Lai cho con những món ăn khác. Nói Đức Thế Tôn cho ăn gì? Nói ta cho con ngươi ăn bảy hạt cơm. Nói trời, một lần ăn 30-40 con rồng mới no, cho ăn bảy hộp sao no. Đức Phật thôi bảo ngài đang lấy xuống nhà trù nhà bếp đó, lấy nghe là bảy hạt cơm đem lên ăn hoàn không hết. Tại vì như đầu côn trà xanh đó, anh đã biết rồi ạ. Còn cái bà La Sát đó, Đức Phật dùng thần thông bắt con của bà đem lại phía sau chỗ cái ghế, cái tòa của ngài ngồi. Thần thức của mình đó đi qua hết núi sông vách tường đi hết, và có hai cái đi không được. Một là tòa Đức Thế Tôn đi qua được, thứ hai là thai bào của người nữ. Tử là con, cung là cái nhà trước con cái gì đó. Vô trong đó rồi là phải chuyển đi ra đường sản môn cho không đi ra được. Cho đó mà khi mà quỷ La Sát có thần thông, nghe tiếng con mình khóc mà tiền quạt quá, bay theo cái tiếng âm thanh đó mà tới đó thì không thấy. Tôi quỳ xuống bạch Thế Tôn, con của con ở đây con biết, xin Đức Thế Tôn trả con lại cho con. Nơi này con hằng ngày cứ ăn món gì sống như dạ, con ăn thịt nước. Đấy, con của người mất, người biết đi tìm. Vậy thì con ăn thịt của chúng sanh người khác, người ta mất con, ta cũng đi tìm. Thôi đừng ăn, ta sẽ cho người món ăn khác. Vậy Đức Thế Tôn ăn cái gì? Thì cũng nói như Long Vương đó, nhưng mà người dân chim cánh đàn đó, mới nói trời con là con ăn ngủ nước, nít con mới no. Vậy Đức Phật nói, người ăn đi, ăn bảy hộp luôn, ăn không hết. Cho nên, đại bàng mới sinh dinh Phật là Thế Tôn, Đức Thế Tôn còn ở đây, thì Đức Thế Tôn còn cho con ăn. Đức Tôn nhập cái bàn rồi, ai cho con ăn, con nói sao con sẽ ăn lại rồng. Thì Đức Phật nói không, từng nữa đó, khi Như Lai nhập diệt rồi đó, Như Lai truyền lại cho những đệ tử trong mười phương, ở nơi nào chưa tăng, ở nơi nào cúng cho các người tới đó. Và cho nên khi mà chúng ta cúng tôi ở đâu là chúng tôi đều có cúng đại bàn ở đó. Bây giờ chúng ta chuẩn bị nha, cho mình thử hướng chứ. Nhiều chứ mới có quả báo là trường thọ với sống chết yếu thôi, còn các gì khác chiều. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh trước khi đi về cười cái đã. Giờ các vị thấy mình ở đây ai nói nặng một tiếng là mình bắt đầu mình bực bội, rồi mình đi đâu mình cũng nghĩ nơi này nghĩ kia, mình phải làm cách nào để suy nghĩ là nói hơn người ta đúng không, nghĩ này kia. Nhưng mà khi chết rồi có nghĩ gì không? Chết thì sao không nghĩ thở, nghĩ thở mới chết. Nhưng đủ cười rồi thôi, chết thì phải nghĩ thở. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời.
bằng yêu thương của cha đã dành, để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông, cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm, mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành, để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông, cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm, mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la, theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai,